Tới chỗ rồi đó. Ủa, nhà em đây hả? Đúng rồi. Đi vô đây nè, anh đi vô đây nè. Nè, anh lấy đồ này, anh đi tắm đi. Rồi vô đây em đưa thuốc cho anh uống. Đi tắm hả? Ừ. Rồi toilet nằm đâu? Phía sau này nè. Nhà tắm ở sau hả? Anh đi thẳng ra sau là đúng à. Dù di đất này là của em không à? Có ai không em? Không có ai, chỉ có nên em thôi. Dạ. Rồi anh đi đi. Tắm xong đi rồi em đi lấy thuốc cho anh. Thôi vậy anh đi tắm nha. Dạ. À, em lấy thuốc cho. Tắm lẹ lẹ vô nha. À, nước nhà em lúc nào cũng mát hết vậy đó anh. Ở đây xài nước cây á. Đúng rồi. Ôi nó mát quá. Rồi anh nghỉ ngơi đi, anh uống thuốc thần kỳ của em. Anh uống anh ngồi phải chưa? Anh uống thuốc thần kỳ của em vô đi. Thuốc này hả? Đúng rồi. Ủa cái này gì thấy vàng vàng ngộ ta. Bài thuốc thần kỳ dồi dưỡng cái sinh lý, cho sinh lý nam mạnh mẽ lên. Nó hơi xíu thôi nhưng mà nó rất là dễ, ngon ngon lắm, dễ uống lắm. Nó chua chua mà nó có ga. Ừ, anh uống đi. Gắn uống cho hết luôn đi rồi vô em lấy gà hầm thuốc bắc cho anh ăn. Được quá ta. Xong rồi á là một chút thử việc luôn nha. Thử việc ngay hôm nay luôn hả? Ngay hôm nay luôn chứ để gì nữa. Thử bài thuốc của em là thần kỳ lắm. Nhiều quá mà nó chua chua. Uống nhiều uống nổi. Uống nhiều nó mới công dụng. Tại vì anh quá yếu. Vợ anh nói là anh quá yếu. Thì về đây là em đưa cho anh cái bài thuốc này ha. Chứ thì nó gà bắt nó là anh khỏe luôn. Rồi. Rồi đi vô đây em lấy gà cho anh ăn. Lấy gà hả? Ừ, vô đây ăn đi. Để quên. Cả trăm mấy triệu ở trong này. Gà trong đây ha. Gà trong đây. Gà đây ngồi chiếc đi anh. Rồi anh ăn nè, anh thấy cảm giác sao rồi? Nó trong mình thấy sao? Gà hầm thuốc bắc. Ừ. Rồi thêm uống viên thuốc thần dược mắt. Thấy trong mình giờ này sao rồi? Làm như nó hơi phấn khởi á. Hơi khỏe phấn hơn không? Nó làm như nó lăn lăn, nó cảm giác nó lăn lăn sao. Vậy là hiệu quả nó đẹp. Mình đi vô thử việc nha. Lần đầu tiên đi đâu? Đi vô thử việc. Thử việc luôn hả? Ừ. Thử việc trong ngày luôn đi, chờ đợi chi nữa. Thử việc luôn. Thử việc luôn. Trời ơi, anh khỏe dữ vậy? Con vợ nó chê. Nó nói anh có 2 phút à. Thôi, thôi ơi. Thôi. Công nhận thuốc của em hay thiệt. Quá im, quá im. Ôi, con vàng ôi thôi. Nó nực quá. Ban ngày mà quá thứ trời gì? Cảm giác nực quá, nực. Phấn khởi. Cưng quá à. Vậy đó Hoàng, không biết. Không biết thuốc phải hỏi ta chỉ cho. Công nhận thuốc em hay thiệt. Làm như thấy về đây thấy làm như em lo trong mình, làm như có sức lực hơn á. Thấy khỏe phấn hơn không? Khỏe phấn. Trời ơi. Cần muốn chết vậy đó. Dạ, bán có 2 triệu. Con nó khùng. Không biết thuốc men gì cho. Đây, tại vì á, con vợ của anh ở nhà lúc trước á là nó không có hiểu. Lại mới về rồi đó. Chẳng có tháng à, chưa có quen với cái nhịp. Gì hả? Ừ. Thôi tại nó không biết thuốc đó. Tổ mổ. Thích đâu. Ờ bữa nay uống nhà gì đâu. Ừ. Bữa nay chị mới cưới chồng mới em. Chồng. Chào tắm. Ủa sao? Trời ơi, chị nướng nước mà.
tay chân mềm mại rồi ha. Hèn chi bữa nay có tôi mới cưới chồng mới gì nhất đưa lại không thấy phải này. Mới về mà. Nó cảnh bộ chị quá. Thử về cây, chị thử về cây quá trời kêu luôn. Vậy hả? Ừ. Quá trời kêu luôn mà không có nghe hết trơn á. Nhìn mỏng manh. Mới cưới chồng mới lại nhà theo bữa không lại không thấy chừng bữa nay trái cây rồi bắn đồ nữa ha. Mà bổ mềm. Uống nước gì vậy ta? Cái gì nhìn chồng tôi hoài hả bà? Ông nội này nhìn ông quen quá vậy trời. Quen không? Ê ông nhớ tôi không? Không nhớ. Quen hả? À, uống nước đi. Ôi cái ông 2 phút nè chồng của ông Út. Thôi ở đâu chồng Út nữa. Chồng Út bỏ vàng đi. Mà Út Ngọc trên mạng hả? Má ơi chị ngữ. Ừ. Má chị 2 triệu à. Trời ơi. Nó chơi 2 phút nhưng mà phút nhưng mà chị có bài thuốc. Má. Cho đồ tẩm bổ vô thêm. Bữa nay tăng lên 10 phút. Trời ơi. Damn. Có 2 phút bù 2 triệu về tăng lên 10 phút. Ừ. Đây nè, thuốc này là mới đó. Mà chị dưỡng thêm ngày từng nữa ha, là nó tăng thêm nữa. Cung gian của chị đó. Mới vô nhìn thấy mà chưa có nghi nghi mà bây giờ nhìn kỹ mới thấy quen. Thấy không? Nhớ chực lại. Về nhà chồng chị. Về nhà chị nè, đồ đạc nè, chị mua đồ mới xong rồi thấy không? Mà về đây được mơ rồi. Sau này á thôi để nó ngu quá à, nó không có biết bài thuốc. Ừ lo chăm sóc đi. Có cơm hả? Có cơm. Ừ, cảm ơn em nha. Đi chợ. Trời. Ê. Ủa, chị Tám. Mới về nhà bà Tư về. Đi đâu hả? À? Không em không ăn đâu chị, em đi chợ. Thuốc hả? Ê. Cái ông chồng của cưng á. Dạ. 2 phút quá. Bà Đào có mua về. Bữa nay nhìn ngon thấy ghê luôn Út ơi Út. Trời ơi có 2 phút mà ngon cái gì chị ơi. Bởi vì em bán ổng là không hối hận mà. Bữa nay là 10 phút rồi. 10 phút. Mà bóng bãi đẹp trai có vàng đeo luôn. Trời trời. Sao bà đó bà khùng như trời. Tự nhiên nó bả đi mua vàng cho đeo rồi ăn mặc cho bóng bẫy trời. Chị lại kêu hồi chưa tới giờ luôn. Không có lên tiếng luôn. Trời ơi giặt hồi á, thử việc. Bà khoe quá trời, bà khoe luôn rồi Út ơi. Út khoe gì? Bà khoe nó nói quá trời, im luôn rồi. Im. Hàng tốt luôn, ok luôn. Ở nhà em cũng tẩm bổ với ổng mà ổng cũng đâu có được hơn phút nào đâu trời. Chết luôn rồi, rồi kiểu này sao đi Út? Bây giờ ổng lên được bao nhiêu? 10 phút. Chị lại kêu đó, là một hồi là chị đi về mình nữa luôn đó. Làm nữa nữa. Ừ. Trời ơi, thuốc gì mà thằng kỳ với trời biết gì trước đừng có bán được rồi trời. Nói nữa. Ừ. Trời ơi, thuốc gì mà thằng kỳ với trời biết gì trước đừng có bán được rồi trời. What? What the fuck? Bán có 2 triệu mà bây giờ lên được 10 phút. Trời ơi, bây giờ người ta xài người ta khen quá trời, người ta khen luôn rồi. Út ơi, Út ơi, chị lên cấp. Thuốc hả? Đấy của bả hả trời? Cấp. Ôi, bữa nay bộ quên hay vậy để chỗ có nước mi á. Túi mới được. Trời trời, chồng của tôi thôi trời. Nha, chị đi về nha. Chị gặp chị cho hay vậy. Chị đi về đi. Trời trời ơi, chồng của tôi trời, bán có 2 triệu mà giờ đó có ăn ngon rồi đó, uống được bổ nữa đó, được lên 10 phút. Trời ơi trời. Chị tôi đừng có bán nữa được rồi. Chồng ơi, chồng ơi, tôi đi lại tôi rước cái giày mới được, không biết bà có bán lại cho tôi không nữa chồng ơi.